hai với Mỹ. Rồi anh tới rồi, rồi anh tới rồi. Hai Mỹ mai phương. Nè, đây là Linh. Hello mọi người. Đấy, đây là tôi. Thì nãy em gần hết pin cứu em. Thật ra điện thoại chỉ cũng sắp hết pin rồi. Ê, sao tôi hay live vào những cái lúc mà sắp hết pin mà mọi người. Linh ăn không? Em không. Còn 11%. Tôi còn 15% mọi người. Không sao, không sao. Hello Paul, hello Paul. Chị thấy em rồi nha. I see you. Chết rồi, giờ sao anh? Sao trời lại la đúng lúc anh em sẵn văn. Ủa giờ này là đang học á hả? Mấy giờ là ta? 9 giờ. Trời ơi siêng năng quá vậy. 9 giờ mà còn học vậy ta. Bánh trưng xanh, thịt đông dưa hành đây. Trời hôm nay là bánh nem chua. Hai lên dạ và anh Hùng nha. Hello Đặng, Phương Mai. Hai mọi người. Ủa cái đống nãy em bỏ rồi hả? Cảm ơn Nhật Ngân nha. Cảm ơn Nhật Ngân. Chị ra lúc em đang gọi đầu luôn. Trời ơi gọi đầu mà còn tranh thủ nữa chứ. Quá trời quá đất thiệt. Hi. Hello UN. Hello. Ăn cơm không? Hai chị ngủ chung hả? Hôm nay hết ngủ chung rồi. Hôm nay hết ngủ chung rồi đúng không Linh? Không, em ngủ với chị đi. Cái gì vậy? Em còn đứa em ở nhà ăn chung với chị nha. Hôm nay mình hết ngủ chung với lại Linh rồi nha mọi người. Dạ, ăn rồi đem ra phòng khách. Dạ, dạ, dạ. Hello em bé của NT Cover. Hello potato. Cú em máy em còn 4%. Cắm sạc đi em. Đây. Đây là cái gì vậy? Nè em. Mem gì vậy? Hello cả nhà yêu. Mem miền Tây á. Hello cả nhà yêu. Câu đơn giản như vậy thôi. Hello chồng kìa. Ủa chồng ai? Chồng nào? Chồng... Vậy thôi. Hello chồng kìa. Ủa chồng ai? Chồng nào? Chồng nào? Ngọc Hài đâu chị? Ngọc Hài là ai? Mình mất mạng. Ngọc Hà ai ta? Hai nhỏ em Lương Linh, hello Vĩnh Hưng. À, quá trời rồi. Chị ruột Ngọc Thảo hết đau chân chưa bé? Chị ruột Ngọc Thảo hết đau chân chưa bé? Còn đau. Chị Ngọc Thảo đang còn đau nha. Khóc quá trời. Đúng rồi. Hôm qua Ngọc Thảo giờ sớm. Ngọc Thảo giờ sớm. Hôm qua có bạn nào ở dưới cười to. Ừ. Không biết chừng ba bị đau quá. Ôi cười quá trời lớn luôn. Em có nghe tiếng cười. Cảm ơn Đặng Phương Mai. Vĩnh Hưng đây, Cẩm Tú đâu? Cẩm Tú đâu? Cẩm Tú đâu ta? Cẩm Tú hôm nay đi học tiếng Anh rồi mọi người ạ. Mà được ôm chị ruột Ngọc Thảo chưa? Tất nhiên rồi, chị ruột của tôi là tôi phải được ôm rồi chứ. Để lên chính đi. Để tiếp tục hành trình chinh phục ẩm thực. Linh dẻo. Ở đây là hành trình chinh phục ẩm thực của Trịnh Thùy Linh. Trịnh ngồi một bánh tráng mà tao lên. Ê em cũng muốn để đây. Bánh tráng mà bủ bơ to đùng đó. Mày ăn đi, bỏ để đây được. Để đó nó nóng. Đã bộ mình để đây rồi. Đã bộ mình để đây. Nè đó. Ok xong rồi mọi nước người... tương này, nước tương này đây tôi đang ăn. Linh dẻo kia kính nhìn cân kia thấy chưa. Linh dẻo của tôi mà tất nhiên là phải thấy cân rồi. Mọi người nói gì dạ, Linh dẻo là phải đáng yêu rồi. Bán chị Cẩm Tú cho em đi kìa. Vĩnh Hưng bơ Vĩnh Hưng có bán Cẩm Tú không? Cẩm Tú không có giá để bán. Cẩm Tú không có giá để bơ, bán. Bơ lấy thường hơn. Quên. Trời ơi mọi người thấy không?
chiền tay nhau đồ ăn gì đó. Rồi nha. Kìa. À, Linh Dẻo còn nhớ khoai lang số móng cây gì, móng móng cây không ạ? Có ạ. Có ạ. Hôm qua vừa trào không ạ? Hay chưa? Mọi người thấy Linh Dẻo nhớ tên hay không? Chị nhớ cái gì? Thằng bán cẩm tú với giá bao nhiêu? Trời ơi, chị Tú là vô giá nên chị không thể bán được. Còn Vĩnh Hưng thì sao? Cho. Vĩnh Hưng thì cho. Cho. Cho học 100%. Vĩnh Hưng thì cho. Cho. Cho học 100%. Vĩnh Hưng thì cho. Trời ơi. Cho học 100%. Vĩnh Hưng thì cho. Trời ơi. Để phải đi công việc rồi mọi người ạ. Hôm nay chỉ có Hằng và Linh thôi, ở đây thôi. Ở đây có phần Vĩnh Hưng và Ti Phan. Má Ti Phan không ai biết à. Ủa hả? Chị gì? Trang à? Chị Trang à? Hôm nọ Thanh Thủy ngắm bò nè. Ủa đúng rồi, có cái clip đúng không? Clip mình ngắm bò. Họ đang làm gì? Ngắm bò. Clip mà ở ngoài Đà Nẵng á. Trời ơi, không thấy đường. Linh Dẻo của tôi kìa. Ủa? Là của tôi mà. Của tôi mà, Phương Mai. Linh Dẻo là vợ đó anh Hồng kìa. Vô giận kìa. Trời ơi, Linh Dẻo là vợ của em á kìa. Có đúng không? Em đã thấy phát mặt của Nguyễn Hưng. Trời ơi, hỏi không trả lời luôn. Mặt quá. Linh Dẻo. Có đúng là vợ của người ta không đi? Không. Biết mà. Mặn quá à? Nơi đặt cái bánh chén mà cái bịch bơ gì có chị đó. Ân không chị? Không nha, ở đây chỉ có tôi và Linh. Chỉ có tôi và hả? Người yêu tôi. Ờ, ok. Mày qua đặt tao. Ok. Ê! Tao cần không? Nó vẫn nó phải dụ em ăn chị. Đây, là tôi sẽ mất bàn. Dạ. Tí đi về nhà nhá. Về nhà. Để em suy nghĩ. Suy nghĩ gì vậy? Tại em còn đứa em nhỏ ở nhà. Em còn đứa em thơ ở nhà. Hôm nay mình sẽ live stream mất bang ăn cơm chiên nha mọi người. Mất tối thôi. Hôm nay thôi. Thật sự tự hào. Mất tối hôm nay xong rồi ngày mai em. Đi chụp hình hả? Cái gì cô? Mọi người hỏi là Linh Dẻo chọn anh Hùng hay anh Thanh? Không, chọn cả hai. Linh Dẻo bắt cá hai tay nha mọi người. Hơi lăng nhăng một chút. Lên đó cho em miếng đi ạ. Không ạ. Tôi sẽ không cho mọi người ăn đâu. Kìa, sao mọi người hỏi Linh Dẻo còn nhớ em không? Nhớ Hà Giang không chị? Thì nó là hôm qua vừa mới chào mà. Ủa vậy hả? Linh Dẻo rất là già hoa. Nhiều mối lắm. Có hai mối à, nhiều đâu ra vậy? Hai là có nhiều. À. Đúng không? Không. Có nhiều, nhiều không? Hai trở lên là có nhiều. Hai là có nhiều mà. Giỏi quá trời nha chồng. Là giỏi ai? Là chồng là ai? Là tôi hay là Linh? Hay là Phùng Vĩnh Hưng? Ngon quá cả nhà ơi. Cả hai hả? Đây là cả hai chồng hả bác? Ai ở bên cạnh chị vậy? Xin giới thiệu đây là Linh Dẻo. Hello mọi người. Linh là always beside me. She's always beside me. Đi đâu rồi? Dạ. Đi đâu rồi? Nè tụi em đi chụp ảnh. Tụi em tụi đi chụp ảnh. Mọi người có đói bụng không ạ? Mọi người có đang đói bụng không ạ?
Tôi là tôi đói lắm nên giờ tôi mới phải ăn đó mọi người ạ. Linh Diệu không nhớ em, hôm qua em không xem live. Đó, có mà. Có một bạn chào thế mà. Vậy hả? Vậy là Hà Giang thứ hai, không phải Hà Giang đầu tiên rồi. Tôi sẽ lấy. Mẹ chào Hà Giang hôm nay. Chào Hà Giang hôm nay. Tôi sẽ lấy 17 điểm học sinh giỏi văn tỉnh. Cho mới kêu một cái thôi đó. Thì đã kêu em rồi. Nó chưa phá tao đúng không? Chưa phá người đâu. Chết rồi, nó nhảy nhanh quá. Cái chín là ngon quá. Mà lem, mà lem. Kính mời mọi người ăn thôi á. Cái rồi điện thoại chắc hết pin rồi. Lần này tôi lấy mọi người nói chuyện, mọi người điện thoại cũng trong tình trạng sắp hết pin chưa. Hello, tỷ Đài Loan. Hoa hậu hôm nay đã có việc rồi nhé. Hoa hậu ơi, có việc rồi. Cơm ngon hay bà Linh ngon? Rồi, tôi ăn ngoài luôn á. Cơm ngon hay bà Linh ngon ta? Thế rồi, nó có sô-cô-la trong. Mỗi cái nó có sức hấp dẫn mỗi kiểu. Nhưng mà đối với tôi thì Linh là thịt dài nhất. Bánh cá. Lấy bao nhiêu con loa hả chị? Ông đi ăn với ta đi. Đây là cái sự rất là truyền đồ ăn luôn. Tụi em có ăn không? Em ăn cơm mà. Người làm sao thế? Linh ngon nhưng không no. Đúng vậy. Chưa bao giờ là đủ. Chết rồi mọi người. Đây. À, không cho. Đi má. Đi má. Gì vậy trời? Vĩnh Hương tiếp tục. Ngay. Chết rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh rồi. Bình tĩnh chị. Dạ có. Em uống. Dạ có. Chết rồi, mọi người giỏi tôi rồi. Mới không cho có một miếng mà giỏi rồi. Sao vậy? Em buồn Linh Dẹo quá, nghe mất rồi. Nhớ thứ xấu. Tuần trước Linh Dẹo còn rét, sorry em. Ai vậy hả? Vĩnh Hương ơi. Không có đâu, tại vì nhiều bạn quá. Nên là Linh Dẹo nói hết chứ từng bạn một Linh Dẹo nhớ lắm á. Thấy chưa chị? Là mất ban danh hùng. Nãy giờ tôi đang mất ban á. Nãy giờ tôi đang mất ban luôn. Ai dạ. Chồng đội em đậu tỉnh nha, có giải em bao chị, có giải em ba chị đi ăn ạ. Cố lên. Ủa 17 điểm học sinh giỏi văn tỉnh, cố lên. Tôi sẽ lấy 17 điểm học sinh giỏi văn tỉnh, cố lên. Ôi ơi ơi ơi. Chị có ảnh gì lên dẻo không ạ? Có. Tất nhiên rồi. Có rất là nhiều. Hay lắm. Tập tuyệt vời. Tập tuyệt vời. Và dễ gì mà có một cái người bạn đời tuyệt vời như vậy đúng không? Trời ơi, hợp phớt vậy. Hợp phớt à. Mọi người có nghe tiếng tôi mất ban không?
10 điểm thanh lịch vì chị vừa ăn vừa nói. Rồi, ăn xong rồi, nói. Nào chị thi quốc tế vậy? À, khi nào được nào chị được đi thi quốc tế thì lúc đó sẽ được thông báo. Cứ đợi nhé. Ngọc Hoàng bé nhất sen vàng đúng không ta? Dạ đúng rồi ạ. À. Em đang bé nhất sen vàng. Ủa mẹ em bé nhất thì đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nhất mà. Có ai 2 cao 4 không ta? Năm sau nhá. Năm sau đúng không? Em chỉ còn một vài tháng ít ỏi. Trên cương vị là em út bé nhất thôi. Đúng vậy. Em chỉ còn một vài tháng thôi. Đâu biết được. Gì dạ. Chết rồi, hết nước tương rồi, hết nước tương nè, rồi. Ủa còn hả? Nước tương nè. Tiếp tục nước tương nè mọi người. Bịt khẩu trang rồi ăn đi chị. Ví dụ mà bịt khẩu trang xong mình khoét cái lỗ á. Đó, vẫn ăn được đúng không chị? Được, được. Hôm nay tôi sẽ làm một clip mà mất ban ăn cơm với trứng. Ừ. Nhưng mà mọi người có nghe tiếng tôi ăn nãy giờ không? Điện thoại em còn 3% nhưng mà em vẫn kiên trì ngồi coi xem like của chị. Cố lên, 17 điểm. Học sinh giỏi. Hồi đó chị học khối nào? Hồi xưa chị học khối A1 là toán lý với anh của A1, nhưng mà chị giỏi văn hơn lý, hay không mọi người? Giỏi văn hơn lý nhưng mà lại học của A1. À, nghe tiếng chị cười thôi hả? Không nghe tiếng mất ban hả? Sao được ta? Hồi xưa chị học trường trung học phổ thông Trưng Vương. Trung học phổ thông Trưng Vương đối diện Thảo Cầm Viên á mọi người. Ủa là gần bên đấy hả? Ừ, nghe hả? Đối diện Thảo Cầm Viên á. Không biết đường đó thôi. Không biết đường. Mình không biết hồng bạn. Ừ? Không biết đường biết hồng bạn. Thảo Cầm Viên ở đây mà. Thảo Cầm Viên ở đây hả? Đúng không? Đúng không? Ở đây mà. Quận 1 nghe nhỉ? Nguyễn Minh Khiêm á, Nguyễn Minh Khiêm. Ồ, từ kia đấy mà. Nhất phim mình lên hả? Chị đang ở Sen Vàng nha, chị đang ở công ty. Đang ngồi chiêu chiêu vài thứ cùng cùng Vĩnh Hưng. Ai cũng biết tuổi đó. Linh ơi, tôi gái với em ơi. Gái với em ơi. Hôm nay xin được thầy comment. Ở nhà. Trời, Linh đâu có dễ hướng nữa. Trời, nhìn nó cứng nữa. Phốt chị chưa? Phốt Linh dẻo đi. Linh dẻo đâu, chẳng có gì để phốt cả. Trong mắt tôi chắc là phốt mình dẻo. Cô ấy 10 điểm. Không có nhưng. Không có nhưng. Không có nhưng đâu. Người ta đã nói nhưng đâu. Trong mắt tôi là cô ấy 10 điểm. Trên cả tuyệt vời. Không. Không có gì để phốt cả. Chúng cũng chơi hả em? Dạ, nó có. Em hiện tại em đang ăn trong trứng là giống như là em chỉ ăn trứng gà công nghiệp thôi, bởi vì nó không có trống, nên là em mới ăn trứng. Còn mà trứng gà ta thì em không ăn. Dạ, hiện tại là em đang ăn như vậy. Còn sau này là có thể em sẽ thiên về thuần chay luôn, sẽ bỏ những thực phẩm không liên quan đến sữa và trứng. Thì cái đó là chuyện của sau này, còn hiện tại em đang cần ăn để bổ sung năng lượng. Cốt Thủy thôi. Thủy hiện tại không có ở đây. Thủy cũng chẳng có gì để cốt cả. Thủy rất là đáng yêu. Có điều hơi vô tri thôi. Thế nói đến với em nè.
tình yêu của em đang ngồi kế bên em chị ạ. Đây là tình yêu của em, tình yêu của đời em. Tình yêu thứ hai là đi chê nha, mọi người chê nha. Mình cho cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy chê mình, cô ấy còn còn mấy điểm mọi người? Mọi người hãy chấm xem. Chị kêu Vĩnh Hưng không à? Cái gì? Hả? Nhanh quá vậy? Nhanh quá. À, đây. Chị kêu Vĩnh Hưng vào Linh. Nó lên tóc ra Hà Nội rồi, hay vẫn đi ăn dạ. Nga Hà Nội quá hả? Tháng sau nhá. Mày đi không? Ủa? Đi. Giờ về má. Hả? Giờ. Đi Hà Nội. Làm gì? Đi ăn. Mọi người bảo nè. Đi học nữa má, tôi đi học lại. Ủa hả? Đó vậy hả? Trời ơi, giống tôi ơi. Giống tôi á bà. Tốt nghiệp năm nhất mà. Năm hai rồi chị ơi. Ta học hàng học môn nhân sự. Nhân sự, đúng rồi, em đang học Human Resource Management. Ủa sao biết này hả? Chung lớp mà. Hả, chung lớp gì? Anh hả? Hãy anh học chung lớp với em hả? Ừ. Ủa cùng trường à? Không biết luôn kìa má. Ủa thiệt hả? Ủa thật á? Ờ. Em không biết tên anh. Ê xạo đấy, không tin đâu. Xạo. Xạo không nhỉ? Ê gì vậy trời? Xạo đúng không nhỉ? Chung nhân sự đó. Hả? Chung nhân sự. Chung nhân sự. Chung nhân sự. Ủa? Đúng rồi, mà môn nhân sự mà sao anh biết hay vậy? Sao vậy? Sao biết hay vậy? Chung một lớp má hay má. Lớp tên gì? Không biết. Lớp mã hiệu số bao nhiêu? Là số sinh viên. Quên tên cô mà. Trời ơi, đi học mà quên tên cô luôn. Phải trời ơi, có đúng chung lớp không vậy? Đúng không? Ủa nhưng mà sao biết hay vậy ta? Em có nói ai đâu. Biết sao rồi? Đừng tin Vĩnh Hưng chơi. Ok. Đúng rồi. Thì chắc là không chị tin. Nghe, chị nghe. Ủa anh mới đăng ký hả? Sao em thấy trong danh sách không có tên anh? Là lĩnh thiệt. Ủa lĩnh. Vậy là không phải rồi ạ. Linh ơi. Mọi người thông cảm nha. Không được. Em ăn em né né cái màn hình lên. Chị Linh với chị Thủy giống nhau kiểu sinh đôi vậy, em không em? Nó còn sinh đôi. Chị tưởng là sinh ba. Đó là tướng phu thê. Không, sinh ba á. Đó là tướng. Hôm bữa chị có thấy mọi người nói là chị có tướng phu thê giống Thủy. Ừ. Xong bây giờ nói là Linh sinh đôi với lại Thủy. Vậy là Linh, suy ra Linh cũng tướng phu thê với em. Nói chung là tính chất bắt cầu mọi người ạ. Đúng ạ. Nói chung là đây là cả ba là đều có phu thê với nhau. Thì thấy anh Há và anh Linh tóc như thế nào? Anh Há rất là đáng yêu. Chị giờ chỉ biết đáng yêu thôi. Ừ. Mình không còn biết dùng cái tính từ nào khác nữa. Anh Há đáng yêu, anh Linh tóc cũng đáng yêu nữa. Thế còn, Linh dẹo. Linh dẹo có 10 điểm. Có 10 điểm thôi hả? À, chưa mấy điểm. Điểm tuyệt đối 100 điểm. Ừ. Thế thì em cộng cho chị có 1.000 điểm. 100 điểm là đâu có đủ. Chị là vô giá. Chị là vô giá, chị hiểu không? Bây giờ ai tranh giành thì tranh giành đi. Chứ tôi là... Tôi cho Linh tôi là vô giá. Sến quá. Sến. Mọi người thấy tôi thả thính sến rồi thì tôi không biết là thả thính không. Nè. Hử? Là dương vô cực nè. Đúng vậy. Là dương vô cực. Là vô tận. Là dấu chị vô ơi, cực. Chị ơi cho em xin bí quyết để cao đi ạ. Hằng ơi cho chị mình xin bí quyết để cao đi Hằng. À, ăn cơm mẹ nấu nè. Hết rồi. Ủa? Ủa nói gì vậy mọi người? Bí quyết đâu?
bí quyết thật đó. Bí quyết quan trọng đó là hãy ăn cơm mẹ ngóng, đừng ăn cơm ngoài. Phải uống sữa mẹ. Rồi uống sữa mẹ luôn. Ngày trước, ngày trước kiểu sữa mẹ chị tốt ấy, chị không bao giờ uống sữa bên ngoài luôn, chị chỉ uống sữa mẹ luôn đó. Hả? Còn em thì tới lớn em giờ uống sữa. Nên là hàng ngày là chị nhỏ bố mẹ chị không hề phải mua sữa bên ngoài để uống luôn. Chị duy nhất mình sữa mẹ. Còn em á là tới lớn em vẫn uống sữa. Lớn chị không uống sữa luôn đó. Lớn em vẫn uống sữa nên là vẫn còn cao á. Linh dạo bớt thức khuya dùng em. Sao mọi người biết là Linh dạo thức khuya vậy? Trời ơi, đỉnh vợ trời. Chứng tỏ em cũng thức khuya đúng không? Đúng không? Vậy là đúng em không? Cũng thức khuya rồi đúng vậy không? Thì cùng thi ai thức khuya nay đúng không? Chứ làm sao biết được Linh dạo thức khuya vậy? Hay quá ta. Tết rồi ăn phải né ra, không được dính cho màn hình. À, Linh dẻo hay live tối lắm kìa. Quá, live tối bình thường mà. Live tối chứ không live khuya. Mình có live khuya đâu ta. Em nói chị Linh dẻo chủ nhật tuần trước 1 giờ sáng vẫn còn hoạt động. Bị bắt mài rồi nhé. Bị bắt bài rồi. Em một tuần trước là từ nhật tuần trước cũng một tuần sáng vẫn hoạt động nha. Đúng vậy. Chứng tỏ một giờ sáng phát hiện ra điều này nha. Mười bốn tuổi 1.5 có bị lùn không chị? 14 tuổi là lớp 9 mà 1.50 có bị lùn không? Cái gì chị? có bị lùn không? Có bị lùn không Vĩnh Hưng? Chú bị lùn không Vĩnh Hưng? Vĩnh Hưng bận rồi. Có. Con sao cứ tự tin. Hồi xưa chị cao quá chị bị tự ti á mọi người. Ngày xưa chị cũng tự ti á. Kiểu giống như là mỗi người sẽ có mỗi cái cái nỗi tự ti riêng. Ví dụ như là người thấp á thì khi mà họ thấy những người ta cao thì họ lại tự ti. Nhưng mà riêng với những người cao á, khi mà mình thấy những người mà kiểu ấy thì mình lại tự ti, mình lại muốn mình thấp lại. Ngày đó kiểu chị lúc nào cũng cao nhất lớp á. Cả nhất lớp phong con gái á. Xong rồi kiểu thích baby cute nhỏ nhắn xinh xắn ấy, các kiểu. Ừ đúng rồi, hồi xưa em xưa thích kiểu đấy á. Hồi xưa em cũng vậy. Hồi xưa là em mà còn cao mấy bạn nam nữa. Lúc em đi học á, em cao nhất lớp kiểu đúng sẽ ngang bằng hoặc là nhiều bạn nam mình còn cao hơn nữa. Ừ đúng rồi. Chính xác nên là nhiều khi ngại á mọi đúng người. Đúng rồi. Xong rồi kiểu đúng xếp hàng hôm nào cũng xếp hàng cuối cùng với mọi người. Ngồi chào cờ cũng ngồi cuối cùng. Trời ơi. Nhưng mà có một điều đặc biệt của Hằng đó nha. Hằng rất Hằng cao nhất lớp nhưng Hằng lúc nào cũng được ngồi đầu hết. Bởi vì Hằng cần quá nặng. Cần quá nặng. Thế phải là lớp trưởng á nên là thành ra là ngồi ở hàng đầu để thấy thầy cô đi vào lớp á. Xong rồi cái em học sinh đứng. À, thấy thầy cô vào lớp mà học sinh đứng. Còn mà chứ em ngồi bàn cuối là em không thấy. Nhưng mà cũng có những lúc mà kiểu chị lên bàn đầu ngồi á. Mỗi lần nào mà đứng lên chị toàn đứng kiểu hơi thấp hạ thấp cái chân xuống á. Không được che mọi người đằng sau. Đúng rồi. Trời ơi. Hồi xưa bởi vậy đó là lý do tại sao mà những người cao á thường là họ sẽ hơi đứng bị còng lưng xíu á. Hồi xưa em đi học á em ngồi nha là em bị còng xuống á. Tại em sợ bạn chị cũng thế. Chị cũng thế. Đấy. Chị Hằng giống chị Ngọc Á. Giống chị Hằng là giống gì ta? Chị Hằng cộng bao nhiêu độ vậy? Trời ơi, nói cái số độ này chắc cũng muốn xỉu quá mọi người. Ố chết 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 thôi. Chạy ra với chị, chạy ra. Có lại đi đâu rồi? Một bên mắt của Hằng là 7.25, bên là 7 độ. Khá là nặng đúng không mọi người? Hồi cấp 2 chị cao mét bao nhiêu ạ? Cấp 2 á là từ nhà lớp 5 mà Hằng học lớp 5 á là Hằng đã cao 1m60. Lớp 5 là Hằng đã 1m60 là 10 tuổi là 1m60 rồi. Lớp 6 lớp 7 là lớp 7 là cao 1m63. Lớp 8 là bắt đầu 1m68 rồi. Lớp 9 là 1m69. À, lớp 10 là được 1m70.
Rồi tới giờ là mét 74 đó mọi người. Mét 3, 74 đấy. Ủa? Chị ở Thanh Hóa hả chị? À, chị ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc của chị là ở thành phố Thanh Hóa. À lộn, ở Thanh Hóa. Ở Đông Hàn xưa. Thật vô nghĩa. Tóc hàng màu gì vậy? Tóc hàng màu đen. Màu đen huyền. Thằng chưa bao giờ nhuộm tóc cả. Không, tóc hàng màu đỏ. À không, này màu hồng. Không, tóc đỏ hồng đúng không chị? Này tóc màu vàng. Là sao nữa? Là sao nữa? Là đỏ hay vàng? Trắng. Quá mệt mỏi nha. Tóc hàng chốt lại là tóc hàng màu đen. Tóc hàng màu đen ạ. Hàng sinh ngày 8 tháng 12 đúng không? That's right. That's right. Tôi sinh ngày 8 tháng 12 năm 2003 nha mọi người. Mọi người nhớ sinh nhật tôi nhé. Chị dặn chị Thủy cẩn thận nha, vì đã cướp Linh Top từ tay Phương Nhi. Dễ gì Phương Nhi để Linh Top rời xa vòng tay của Phương Nhi. Không dễ đâu à. Từ từ giá, nó chạy nhanh quá mọi người ạ. Ủa trời bằng tuổi. Đúng rồi Cẩm Tú. Mình sinh năm 2003 nhé. 2003. Linh ơi. Chị Linh đâu rồi chị kìa? Chị Linh đang ngồi đây. Chị Linh đang có việc, chị Linh đang có việc. Chị ơi, khu quân sự báo chuông. Báo đi ngủ rồi chị ơi. Báo chuông rồi thì đi ngủ thôi. Còn chừng chờ điều gì nữa? Chị không đeo kính à? Dạ không ạ. Hôm nay không đeo kính. Hôm nay tôi đang đeo len rồi nên tôi không đeo kính. 1% pin vẫn ngồi xem live. Chết. Ê, làm sao để xem được cái điện thoại mình còn bao nhiêu pin nữa? Tôi sợ là em sợ. Chấn động. Chị đang học trường nào? Chị đang học trường Đại học Western Sydney. Thuộc hệ đào tạo liên kết của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Nói giọng Bắc đi anh hùng. Đấy, đang nói đây. Buổi trưa. Ăn bưởi. Ăn bưởi chứ. Buổi trưa ăn bưởi chua. Nó hết lần nào rồi nó đi. Ờ, Linh. Bưởi chua. Bưởi chua. Bưởi trưa là cái gì? Bưởi trưa là cái gì? Bưởi trưa ăn bưởi chua. Bưởi trưa. Đè. Bưởi chua. Bưởi trưa. Bưởi chua. Ăn bưởi chua. Bưởi. Bưởi. Chua. Chua. Bây giờ nói tiếng miền Nam ha. Bưởi trưa. Bưởi trưa. Bưởi trưa. Bưởi. Bưởi. Bưởi trưa. Bưởi. Buổi trưa. Buổi trưa. Không phải trưa, không phải trưa. Buổi trưa. Trưa. Buổi trưa. Ăn. 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 Đúng rồi, ăn. Ăn. Bưởi. Bưởi. Chua. Không phải bưởi. 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 Chua. Chua. Không phải chua. 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 Chua, chua. Chua, chua. Linh dẻo hài dữ. Nói lại nguyên câu. Bưởi. 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 Mình. Bưởi chua ăn bưởi chua. Tạm được thôi. 5 điểm. Đó. 5 điểm. 10 điểm. Không. Không, gấp đôi đi. 5 nhân 2 là 10. Đi. Cái 2 đi. Rồi thì nhân 2 đi. Ừ. Nhưng mà phải đọc là ai? Bụi. Không phải bụi. 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 Chưa ăn bưởi chua. Ừ. Được. Thôi chấm 6 điểm. Chấm 6 điểm. Cái chi nữa? Ây à, chị ơi đi giờ có gót hãng nào ít chân hơn ạ? À?
không biết. Sorry mọi người, cái này tôi cũng không biết. Đứa học đúng không? Dạ. Vâng. This girl is on fire. Máy bao nhiêu phần trăm pin rồi bà? À, tôi nghĩ là nó còn 3 hoặc là 2% pin. Linh dẻo 10 điểm hay 10 điểm? Dạ. Linh dẻo là nhất. Linh dẻo là số 1. Trên cả tuyệt vời. Không thể nào dưới 10 điểm. Chị ơi gợi ý cho em cách tán đổ anh Ngọc Hùng đi ạ. À. Linh dẻo gợi ý đi. Linh dẻo, Linh dẻo cái có này cách là nó là theo thời gian ấy mọi người, và cái tiếp xúc gần với nhau ấy thì tự nhiên là có một cái cảm tình gì đấy thôi. Nghĩa hả? Không, đó là rung cảm đầu đời. Cái rung cảm, cái xúc cảm. Rung cảm thôi, lúc đầu là chỉ rung động xíu thôi, chưa có đổ. Thế còn sau, thế còn sau là thành gì? Sau thành, sau rung cảm là thành gì? Sau rung cảm là thành từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Hay quá ta. Đó là những bước đầu của tình yêu. Tình yêu tuổi học trò. Tình yêu tuổi, yêu tuổi đôi mươi. Đó là đầu tiên là sẽ có những rung động. Sau đó là chúng ta sẽ từ từ thành yêu yêu rồi thương thương. Đó là cách mà sau rồi mình sẽ viết thư tình. Nên đành viết thư tình, thư tình, để cho em nói hết tâm tư trong mình. Cái gì là ngủ chung? Thì ngủ chung thôi. Thì chúng ta chỉ ngủ chung thôi mẹ. Bạn em cứ nghĩ em thích ông nào tên Hùng. Em lúc nào cũng cứ nói yêu anh Hùng. Nên nhỏ bạn em cứ nghĩ là em thích ông nào tên Hùng. Chết rồi. Em phải thêm như Ngọc Hùng nữa. Ủa, mở cửa cho nhân viên tư vấn tình cảm. Mọi người có vấn đề gì về tình cảm á, thì hãy vào đây chia sẻ. Còn Ngọc Hằng, Hằng sẽ là người kề bên để tâm sự. Đó, điện thoại chị kêu kìa. Ánh mắt của kẻ si tình. Linh ơi. Dạ, sao vậy? Chị có tính mổ cộng không? Chị chắc là trong tương lai sẽ có. Mình chắc là thế, bởi vì chị cần khá là nặng. Chị thấy sao về team design của FC nè? Trời ơi, đỉnh khu đỉnh nha mọi người. Team design à, team design của FC của Ngọc Hằng là xuất sắc nha. Alo. Này là khen thiệt nha, không có thảo mai đâu, nó là khen thiệt đó. Nên là tôi cũng không nghĩ là mọi người có thể design đẹp như vậy. À. Làm sao biết crush có thích mình không chị? Làm sao để biết crush có thích mình không mà? À, em hãy nhìn vào những cái cử chỉ và hành động của họ khi mà tiếp xúc với mình. Đó, là biết hay không? Với lại chị nghĩ một phần nữa là mình sẽ có những cái cảm giác á, là người đó thích hay không á. Đó. Chứ bây giờ không có một cái cách cụ thể nào cả. Cảm ơn cái gì ai vừa bắn tim nè. Nó có trái tim xong á, có cái cung á chĩa vô chị. Cái gì mà tự nhiên nó hiện to đùng lên đây nè. Xong có rồi. Bạn tặng quà cho em. Vậy hả? À, cảm ơn là Nguyễn Lê Như Ý nha. Cảm ơn bé. À, này là tặng quà hả? Trời, tôi không biết, tiện có cái trái tim xong có cái kỳ cung nó bắn vô. Dễ thương quá. Cảm ơn mọi người. Ủa, gửi hoa hồng là hoa hồng nhân một nè, là gì ta? Nó có hoa hồng là gì nè? Qua nhà chị Ân chơi chưa Hàng? Chưa à. Chị Ân chơi chưa Hàng? Chưa à. Chưa.
chị Ân chơi chưa hàng chua à? Chưa. Người ta phải cân nhắc nữa, người ta có giá lắm đó. Người ta phải cân nhắc. Không phải là muốn cưới là cưới liền đâu. Ủa, lát hả? Có lát đâu. Mọi người ơi, Hằng nghĩ rằng là điện thoại của Hằng cũng sắp là sập rồi. Nên là lỡ nhưng mà nó có cái đùng một cái thì mọi người cũng đừng bất ngờ nhé. Chị nói dòng miền Trung được không? Không á. Không được. Nói nó cứ lỡ lỡ. Điện thoại còn nhiêu phần trăm pin kìa. Điện thoại em còn không biết nữa. Chắc là còn 2% hoặc 1% gì đó mọi người. Điện thoại tôi rất là lì. Hết pin lấy điện thoại gì lên like. Ok mọi người. Hay ghê. Ví dụ mình sạc được không? Tại ở đây không có, tôi không có mang cục sạc đi. Kìa bánh bao của Linh Dẻo cô Tê quá. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Linh Dẻo của tôi mà xong cô Tê được mọi người ạ. À? Quá cô Tê luôn. Linh dạ thấy em không ạ? Chị có thấy nè. Rồi. Có thấy Hà Giang nè. Hà Giang nãy giờ dỗ chị lắm á. Ừ. Cảm ơn vòi xịt mờ ba chấm. Vòi xịt muôn năm. Hồi nãy Ngọc Hằng live TikTok không thông báo nhưng em nghe thấy tiếng gọi của tình yêu nên bà trời ơi. Ồ, người ta gọi là thần giao cách cảm mô. Đúng rồi. Trời ơi. Cái cung bắn nhập trái tim. Hồi nói giọng dẹo đi. Thấy em không ạ? Chị có thấy em rất là nhiều. Trời ơi. Linh Dẻo đã thấy Hà Giang rồi nhé. Hi chị, hi em. Hi chị. Hi Minh Trâm. Cảm ơn Thúy Ngân nha. Cảm ơn bé Thúy Ngân. Không. Cảm ơn. Úi dồi ôi. Cảm ơn Ngọc Thơ gửi cái môi rồi đó. Cảm ơn bạn Như. Chị nhớ rồi ạ. À. Nhớ rồi. Cảm ơn bạn bạn Như Như Ý nha. Cảm ơn bạn Như Ý nhá. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Cảm ơn bạn Phương Anh nè. Cảm ơn bạn Phương Anh, Nguyễn Mai Phương Anh. Ủa rồi Vĩnh Hưng đi đâu rồi? Ôi dồi ôi. Cảm ơn Như Ý nè. Tôi tàn hình rồi. Hello glucose. Glucose. Em mãi là ẩn số hóa học của cuộc đời của chị. Dữ vậy sao? À, dạo này em lên trình thả thính lắm rồi chị ơi. Dạo này em tiên lên trình lắm rồi. Bầu trời còn xanh em thì xinh. Trời ơi. Bầu trời thì xanh. À bầu trời còn xanh em thì xinh. Cái cọc nó vô chi hết sức luôn á trời ơi. Sao có thể? Ô cảm ơn chú chút nha. Cảm ơn mọi người. Chút chút kèm ốc quế binh chú linh ốc quế binh chú linh ốc quế. Gì vậy? Chết rồi, bấm lộn. Chị ơi xin cuối tháng có tính là phát triển chậm hơn không ạ? Không ạ. Không hề ạ. Cuối tháng là trẻ hơn tuổi nè. Mình trẻ hơn tuổi mà mọi người. Chị có thấy hình như máy em nó đang mờ. Đúng rồi. Mọi người ạ, à, điện thoại tôi còn 1% thôi mọi người ạ. À. Chết rồi, bây giờ làm sao? À, em còn cái điện thoại nữa. Ê, nó lát rồi. Chị My, cái điện thoại kia của em đâu? À, đúng không? Đúng rồi.